Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ để các bạn vừa nghe nhạc và xem phim và lướt web Facebook đó các bạn. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm thì các bạn phải vào cài đặt nha. Thì cái video clip trước thì mình đã chia sẻ lên một cái kênh mà bị kênh đó bị bốc hơi đó các bạn. Cũng do game Coin Master đó. Thì nó là bốc hơi thì những cái video mình đã chia sẻ video trước thì nó bốc hơi theo luôn nha. Thì đầu tiên thì các bạn vào kẹt vào các bạn vào thông báo nha. Rồi các bạn vào cái chỗ xem toàn bộ này. Đó. Nhiều bạn xem video clip trước mà mình làm các bạn làm vẫn không được nha. Các bạn phải bấm vào chữ gần nhất này, rồi các bạn bấm vào tất cả này. Các bạn kéo lên chôm nha, đây. Rồi các bạn tích vào cho phép lên nha. Rồi sau đó các bạn thoát ra. Thì việc cần làm tiếp theo thì các bạn chỉ vào mở một bản nhạc nào lên đó lên. Bạn cũng có thể vào đây nha, vào YouTube này. Rồi các bạn vào một bản nhạc nào đó, mình không dám vào kênh khác mở nhạc sợ dính bản view nữa các bạn. Thì vào kênh mình mới tạo này. Thì các bạn vào thích thì các bạn vào YouTube và các bạn tìm bây giờ, còn thích thì các bạn vào thẳng chôm luôn nha. Rồi các bạn ấn vào đây này, chia sẻ này, rồi các bạn sao chép liên kết đó. Đó là các bạn đã sao chép một cái bản nhạc rồi đó nha. Sau đó các bạn thoát ra, rồi các bạn vào Google chôm nha. Đây nha các bạn vào chôm nha. Có hoài ta. Rồi các bạn phải vào đúng cái trang web trên tạo trên trang máy tính nha. Thì đây mình đang hướng dẫn trên cái điện thoại đó các bạn. Rồi đây nha. Thì các bạn cũng có thể vào thư viện nhạc hoặc là các bạn dán cái đường link hồi nãy các bạn chép bên YouTube đó, các bạn ấn vào cái đây này, vào tìm kiếm này, rồi bạn dán vào cái đường link này đó, dán lên đó là ra cái video nãy luôn nha, mình ví demo thôi nha. Đó là ra cái video này nha, nhưng mà mình để chỉ demo thôi, mình không ai mà mở lên cái video đó là không phải video nhạc các bạn. Nên mình phải mở một bản nhạc nha. Để mình mở một bản nhạc miễn phí của YouTube thử nha. Chứ mở mấy nhạc kia là toi luôn đó các bạn. Đây nha các bạn, ví dụ như cái bản nhạc này đi. Thì khi các bạn mở lên đó, cũng như các bạn muốn các bạn thì dán vào cái như này đó. Rồi sau đó các bạn ấn vào ba chấm phía trên này. Ba chấm phía trên màn hình đó các bạn. Đây này. Ba chấm này. Nè, phải tích vào trang web trên trang máy tính nha. Thì các bạn nào đã tích vào trang web trên trang máy tính rồi thì thôi nha. Còn không, các bạn phải mở trang web trên trang máy tính lên đó. Rồi sau đó các bạn thoát ra nha. Đó. Thoát ra này, thì các bạn kéo xuống thấy một cái thanh phía trên này. Đó, các bạn có thể tắt mở này. Rồi các bạn có thể lướt web Facebook. Hoặc là các bạn chơi game nó vẫn như bình thường các bạn. Đây là Facebook của mình nha. Thì các bạn có thể chơi Zalo hoặc làm gì đó. Rất nhiều tác vụ mà các bạn có thể nghe nhạc trên YouTube được đó các bạn. Thì các bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký. Và đừng quên ấn chuông để được theo dõi những video clip mới nhất nha các bạn. Đây mình vẫn chơi Zalo nghe nhạc bình thường đó các bạn. Mình chơi game không vậy nha. Nhưng mà mình do là mình trên cái máy này mà là mình không có tải game đó các bạn. Đây nha. Thì các bạn cứ làm như mình rồi đó nha.
Thì các bạn đầu tiên các bạn vào thông báo rồi các bạn vào Chrome bật lên, bật trang web dành cho máy tính, rồi các bạn chọn băng nhạc yêu thích thì rồi các bạn kéo xuống. Khi các bạn chơi thì các bạn thở tắt mở hoặc nét trên đây cũng được nha các bạn. Đó, khi các bạn muốn quay lại thì để các bạn nét theo là tour hoặc là gì chọn bạn khác đó thì các bạn ấn vào đường link đó. Rồi sau đó các bạn muốn tắt thì các bạn tắt mở này, rất là dễ luôn. Đó là chia sẻ của mình nha. Thôi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ nha. Và đừng quên đăng lại cho mình một like, một đăng ký và đừng quên ấn chuông để được theo dõi những video clip mới nhất nha các bạn.